Sau khi quân đoàn đóng quân, tôi lập tức phái một máy bay không người lái tàng hình, bắt đầu dò tìm chuyển động của sư đoàn 48. Lúc này, chạy sư đoàn 48, tôi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng gầm của quái thú thời gian. Thật là một âm thanh tuyệt vời. Đám tạp nham nữ tử dã chiến đoàn và thiên tài từ học viện kia, ngày mai chúng sẽ được chôn cất dưới bàn tay của quái thú. Một kế hoạch hoàn hảo như vậy mà lại dùng để đối phó với một đàn kiến, nghĩ đến thôi cũng thấy uổng phí tài năng của ta rồi. Đoàn trưởng có muốn thêm chút không? Thôi, chai rượu vang đỏ này có giá 100.000 giờ, nhưng không ngon lắm. Truyền lệnh vào lúc 12 giờ ngày mai toàn đội tấn công. Lữ đoàn sấm sét và lữ đoàn điện lữ án binh bất động. Ra lệnh cho lữ đoàn báo tác tấn công trực diện vào phía đông di tích Thanh Xuyên. Sau khi mở được cửa, hai lữ đoàn còn lại tập trung hỏa lực ép quái thú thời gian đến mặt trận phía đông của đội nữ tử dạ chiến. Đợi mặt trận phía đông hoàn toàn thất thủ, chúng ta nhân danh hỗ trợ, lập tức cho máy bay không người lái ném bom. Những kẻ còn sống sót cũng sẽ bị bom vùi lấp hết. Sư đoàn trưởng Cao Minh, mọi người thấy chưa? Bỉ ổi vô sỉ, thật độc ác. Đoàn trưởng, chúng ta phải trả thù bọn chúng. Yên tâm, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Lưu video này lại. Vâng. 12 giờ trưa ngày hôm sau, một máy bay không người lái chở đạn pháo bay tới sư đoàn điện lữ. Với một tiếng nổ của đạn pháo bay thẳng về phía tàn tích Thanh Xuyên. Trong phút chốc, bầu trời tràn ngập lửa khói, một khoảng trống lớn xuất hiện trên tường thành. Quái thú thời gian gầm lên giận dữ, chạy đến vị trí sư đoàn 48 gần nhất. Có chuyện gì vậy? Lũ ngu mấy người bị mất não hết rồi à? Các cánh quân của sư đoàn 48 điện lữ bắt đầu mắng chửi thông qua thiết bị liên lạc. Im mồm lại cho tôi, bọn tôi cũng đang bối rối đây. Bà nội nói chúng tôi còn chưa bắn phát nào đây. Không ổn rồi đoàn trưởng, một nhóm lớn quái thú đang lao về phía chúng ta. Còn đợi gì nữa, mau bảo toàn quân, nhanh nhanh đẩy lùi bọn quái thú thời gian đi. Lúc này Thánh Chính Hùng đứng từ xa dùng ống nhòm quan sát cũng rất bối rối. Trận chiến bắt đầu rồi ư? Chiến trường chính vẫn là hướng của sư đoàn 48. Không ngờ quân của mình tới đây chỉ để làm nền thôi ư? Thật không ngờ tới hai lữ đoàn của sư đoàn 48 có thể dẫn đầu, thật sự ấn tượng. Lúc này tôi đang nằm trên ghế uống nước ngọt và ăn dưa hấu, nhìn đám mây hình nấm bay lên phía xa. Hỏa lực của sư đoàn 48 cũng mạnh đó chứ, họ giàu mà. Số đạn và pháo mà họ sử dụng nãy giờ cũng tốn hết 300.000 giờ rồi. Nghe nói sư đoàn trưởng của họ có 7 triệu giờ tuổi thọ lận. Nghe xong tôi rất vui mừng. Xem ra sư đoàn 48 giàu có thật. Nếu số thời gian kia biến thành của mình thì tốt nhỉ. Xem ra phải nghĩ cách thôi. Hãy để máy bay không người lái đánh sập những bức tường còn lại, thả toàn bộ quái thú ra ngoài. Vâng. Đạn pháo bay từ trên trời bay xuống sư đoàn 48, hàng loạt vụ nổ kèm theo tiếng gầm của quái thú thời gian. Một nhóm lớn quái thú thời gian không còn bị bức tường cản trở, điên cuồng lao tới nhiều vị trí khác nhau, khiến cho trận địa bùng nổ. Chuyện gì vậy? Sư đoàn 48 dùng máy bay gì vậy? Cảnh báo nhanh, cảnh báo nhanh. Các quân đoàn đều rơi vào hỗn loạn. Báo cáo đoàn trưởng, một nhóm lớn quái thú thời gian đang tiến về phía chúng ta, dự kiến sẽ vào phạm vi công kích sau 3 phút. Tốt, sử dụng đạn bí ngân tiêu diệt hết bọn chúng đi. Vâng, tôi vừa hạ lệnh, đội nữ tử dã chiến liền nổ súng ngay lập tức. Quái thú thời gian đang chết dần như thiêu thân trước ngọn lửa. Và chiếc điện thoại trên thắt lưng của tôi cũng liên tục vang lên âm thanh nhắc nhở về thời gian. Đột nhiên có một tiếng gầm lớn từ phía xa, nhóm quái thú thời gian bắt đầu rút lui. Báo cáo đoàn trưởng, máy bay không người lái phát hiện quái thú thời gian cấp 5 xuất hiện. Nó đang ra lệnh cho những con quái thú thời gian khác rút lui khỏi trận địa của chúng ta. Có lẽ nó là con thủ lĩnh, tận dụng thời điểm quái thú chưa kịp rời đi, tiếp tục nổ súng tiêu diệt thêm. Vâng, quân đoàn Thiên Lang và quân đoàn Phi Ngư lúc này. Báo cáo đoàn trưởng, tiền tuyến đã thất thủ. Một lũ thất bại, mới có vài phút đã chịu không nổi ư? Đoàn trưởng, bọn tôi không giữ được, là vì một con quái thú thời gian cấp 5 đã xuất hiện. Đạn xuyên giáp hay đạn pháo gì cũng không có tác dụng với chúng. Anh chắc chắn là quái thú thời gian cấp 5 ư? Tôi chắc chắn, quân đoàn rồng đen trước đó đã bị quái thú cấp 5 đó tiêu diệt. Báo cáo đoàn trưởng đã tìm được lối sơ tán. Trận địa của đội nữ tử dã chiến hiện tại không có quái thú thời gian nào cả. Đúng là trời không hại chúng ta, một quân đoàn hùng mạnh như của chúng ta cũng không giữ nổi trận địa. Vậy thì mấy con kiến kia chắc bị diệt từ lâu rồi. Đúng vậy, Phi Ngư đoàn trưởng, có vẻ như chúng ta mệnh lớn và còn may mắn nữa. Không ngờ ông trời thực sự đã để lại cho chúng ta một lối thoát. Nghe lệnh ta, số xe của quân đoàn có hạn, nên mọi người hãy bỏ các trang bị nặng, sau đó sơ tán về phía trận địa của đội nữ tử dã chiến. Báo cáo đoàn trưởng, quân đoàn Thiên Lang và quân đoàn Phi Ngư đã bị đánh bại. Bây giờ tàn quân của chúng đang chạy trốn về phía trận địa của chúng ta. Tới cũng tốt, lúc đầu bọn họ dám ngăn cản chúng ta, hôm nay chúng ta sẽ cho bọn họ trả giá. Đi, chúng ta đi trả thù nào. Vào lúc này, quân đoàn Thiên Lang và quân đoàn Phi Ngư nhìn thấy đống xác quái thú thời gian trên mặt đất thì rất sốc. Việc này có phải do sư đoàn 48 làm không? Làm sao có thể được, sư đoàn 48 còn không chạy nổi thì sao lo tới được tận đây chứ? Còn chưa đợi hai người họ suy nghĩ thì đoàn xe đang di chuyển bỗng dừng lại. Có chuyện gì vậy? Báo cáo đoàn trưởng, phía trước có rào chắn, hình như là người của đội nữ tử dã chiến. Sao lại như vậy? Chúng ta đi xem thử. Rất nhanh, Đoàn Mộc Xuân và Phi Ngư đoàn trưởng dẫn theo vài binh lính đi tới. Lúc này, những nữ quân nhân trước mặt đều đang chĩa súng máy vào họ. Chỉ cần họ dám tiến thêm một bước nữa thì sẽ bị bắn chết ngay lập tức. Sao lại như này? Một quân đoàn tạp nham như bọn chúng sao vẫn còn sống được chứ? Tình hình bây giờ rất nguy cấp, phải thuyết phục họ mới được. Anh lên thương lượng với họ đi. Vâng đoàn trưởng. Bà nội hôm qua mình còn dẫn người chặn đường họ, hôm nay anh lại bắt tôi đi thương lượng. Tôi phục anh rồi đó, thằng ngu. Dừng lại và rời đi ngay. Tiến thêm một bước là tôi nổ súng. Đừng bắn, đừng bắn. Chúng tôi là quân đoàn Thiên Lang và quân đoàn Phi Ngư, là đồng minh của mọi người. Trận địa của chúng tôi đã bị thú thời gian tấn công, nên mong các bạn mở đường cho. Quân đoàn Thiên Lang và quân đoàn Phi Ngư là cái thá gì? Anh là bị mù hay là bị điếc? Có cần tôi phải nhắc lại không? Đây là khu vực phòng thủ của đội nữ tử dã chiến, không được phép đi qua.
Các người, tức chết mất đây chẳng phải lời mình nói hôm qua ư? Lúc này, Đoàn Trưởng Phi Ngư và Đoan Mộc Xuân cũng nhăn mặt. Đau, thật là đau quá. Đoan Mộc Xuân mạng là quan trọng, tới nhà người khác không thể không cúi đầu. Được, để tôi đi. Tôi là Đoan Mộc Xuân, đoàn trưởng của quân đoàn Thiên Lang. Chúng tôi phụng lệnh sư đoàn 418 rút lui. Nếu không cho tôi qua, một khi sư đoàn 418 hỏi thì mấy người có chịu trách nhiệm được không? Sư đoàn 418 thì sao? Chúng tôi không quan tâm 418 hay 419 gì hết. Trong mắt chúng tôi chỉ có đoàn trưởng. Đúng, đoàn trưởng chúng tôi có lệnh, không ai được phép đi qua khu vực phòng thủ. Tốt tốt tốt, rất tốt. Tới sư đoàn 418 các người cũng dám mó lơ. Các người tính làm phản à? Báo ngay cho sư đoàn 418, nói rằng mấy con chuột chu của đội nữ tử giã chiến này cố gắng làm hại đồng minh. Vâng đoàn trưởng. Ít phút sau, lính liên lạc chạy tới với vẻ mặt đau khổ. Tín hiệu của chúng ta bị nhiễu nghiêm trọng. Ngoài ra, sư đoàn 418 dường như đã đóng tất cả các kênh liên lạc. Đoan Mộc Xuân nhất thời cảm thấy choáng váng. Sao lại như vậy chứ? Đoan Mộc Xuân cố gắng bình tĩnh. Lùi một bước vẫn là bờ, mà nó lão tử chưa bao giờ bị hạ nhục như thế này. Bắt buộc phải hạ mình thôi. Mấy em gái đừng trách nhé. Vừa rồi tôi đã bốc đồng, cho tôi xin lỗi. Hứ, ai làm em gái anh? Nhìn cái mặt anh đi. Ai thèm làm em gái anh? Anh là cái thá gì? Tức chết mất. Từ bao giờ đám binh bét này cũng được chửi mình? Bỏ đi, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Tôi sai rồi, tôi lỡ lời. Mấy vị hãy bình tĩnh. Có thể mời đoàn trưởng của mọi người ra gặp mặt được không? Yêu 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 ai vậy ta? Muốn gặp tôi vậy ư? Cái đó, chúng tôi là quân đoàn Thiên Lang và quân đoàn Phi Ngư, theo lệnh sơ tán. Tôi hy vọng quý quân đoàn có thể mở đường. Bớt nói nhảm đi. Khu vực phòng thủ quan trọng sao để người khác tùy tiện đi qua được? Mấy người có thể đi vòng qua phía sư đoàn 418. Đúng, không phải muốn khiếu nại lên sư đoàn 418 ư? Nhanh đi đi. Đi cái bùa ấy. Đến chiến trường chính của sư đoàn 418 thì khác nào tìm chết. Đừng ép người quá đáng chứ. Ép người quá đáng thì có sao? Lẽ nào quân đoàn Thiên Lang và quân đoàn Phi Ngư còn muốn gây rắc rối nữa à? Đúng lúc này, một tiếng gầm vang lên. Đoan Mộc Xuân và những người khác sợ hãi đến mức khóc đòi cha đòi mẹ, cầu xin được đi qua. Nhưng tôi không dễ nói nhảm với họ, trực tiếp quay về phòng chỉ huy. Âm thanh bị xé nát, tiếng la hét vì bị cắn liên tục vang lên phía sau tôi. Nhân của luân hồi, báo ứng tới sớm. Biết có hôm nay thì sao còn làm. Sau khi trở về trụ sở, Đinh Đình cũng bắt đầu báo cáo tình hình chiến sự cho tôi. Báo cáo đoàn trưởng, ba trận địa của sư đoàn 418 đều xuất hiện quái thú cấp 5, số thương vong lên tới 1/3. Năm quân đoàn biên giới phía nam cũng không trụ nổi, hai quân đoàn đã bị diệt, ba quân đoàn lại lần lượt sơ tán. Rất tốt, 2 giờ sau, cắt đứt mọi liên lạc với trung tâm chỉ huy sư đoàn 418, sau đó cứ theo kế hoạch mà làm. Vâng đoàn trưởng, tình hình của lữ đoàn Thiết Huyết thế nào? Tình hình rất tệ. Hạ Dĩnh, cô hãy dẫn một nhóm cứu viện đi tới trận địa của lữ đoàn Thiết Huyết, đại diện cho đội nữ tử giá chiến, hỗ trợ cho lữ đoàn Thiết Huyết. Vâng, đoàn trưởng, còn bọn tôi thì sao? Hay là tôi lập một đội đi săn quái thú thời gian nhé? Săn một quái thú thời gian cũng kiếm được ít tuổi thọ. Không cần đâu, nghỉ ngơi đi, dành thời gian giết quái thú để nghĩ cách đi. Săn 1.000 quái thú thời gian cũng không bằng tấm thẻ thời gian của sư đoàn trưởng sư đoàn 418 đây. Lấy được tấm thẻ đó mới quan trọng. Báo cáo lữ đoàn trưởng, quái thú đang nổi điên, càng lúc càng dữ hơn. Tình hình trận địa đang rất nguy cấp. Nói về tổn thất đi, xe tăng bị hư hại 16 chiếc, xe bọc thép bị phá hủy toàn bộ, và hơn 1.700 người thiệt mạng. Nghe xong báo cáo, Thánh Chính Hùng trông vô cùng đau đớn. Ông ấy đã tự mình lãnh đạo những người lính này. Tình hình sư đoàn 418 thế nào rồi? Theo tin tức từ chính sát tiền tuyến thì họ còn tệ hơn chúng ta. Tôi đã nói trận này không nên đánh. Nếu vận hành không suôn sẻ thì cả chúng ta và sư đoàn 418 đều sẽ chịu tổn thất lớn. Đúng rồi, hãy liên hệ với đội nữ tử giá chiến xem có ai trong số họ còn sống không. Nếu có thể, hãy cử một đội nhỏ đến giải cứu họ. Lữ đoàn trưởng tôi đã làm mất kênh liên lạc của họ mất rồi. Nhìn vẻ mặt của người phụ tá trẻ, Thánh Chính Hùng nhanh chóng hiểu ra, làm mất chỉ là một cái cớ, có lẽ là đã vứt đi rồi thì có. Có làm như vậy thì cũng không thể trách anh ta được. Suy cho cùng lữ đoàn Thiết Huyết cũng là tinh anh của quân đội, thì sao lại đi cầu cứu một đội chưa đầy 100 người như họ chứ? Sợ rằng nữ tử dã chiến đoàn lúc này đã bị đám quái thú xóa sổ rồi. Thôi bỏ đi, sau này đừng có làm mấy chuyện ẩu tả như vậy nữa. Xin ghi nhớ lời dạy của lữ đoàn trưởng. Nhiệm vụ chiến đấu tàn tích thanh xuyên này kéo dài 20 giờ. Chúng ta cần phải kiên trì đến 8 giờ sáng ngày mai. Truyền lệnh của tôi có thể từ bỏ trận địa tiền tuyến nếu cần thiết, để giảm thiểu thương vong. Vâng lữ trưởng, một âm thanh truyền đến. Cả trận địa đều rung chuyển. Không ổn rồi lữ trưởng, quái thú thời gian cấp 5 đã đột phá trận địa, đang lao tới chỗ này rồi. Trên chiến trường lúc này, đạn và pháo đánh vào cơ thể quái thú cấp 5 đều giống như gãi ngứa. Con thú khẽ quẩy đuôi đã khiến chiếc xe tăng phía trước thành sắt vụn. Tất cả binh sĩ đều cố gắng hết sức để chạy trốn. Đối mặt với gã khổng lồ bất khả chiến bại này, chỉ có nỗi sợ hãi vô tận. Đứng trên đỉnh núi, nhìn những người lính la hét sợ hãi ở phía xa, Thánh Chính Hùng bật khóc, trời muốn diệt Thiết Huyết đoàn của ta ư? Và vào lúc này, một quả đạn pháo bí ngân bay tới, đâm thẳng vào quái thú cấp 5. Sau khi hét lên một tiếng, con quái thú cấp 5 chết ngay lập tức. Lúc này, Thành Chính Hùng và người của ông ta cũng bối rối. Bộ đàm trong tầm tay cũng vang lên tiếng hò reo phấn khích của những người lính tiền tuyến. Báo cáo sở chỉ huy, báo cáo sở chỉ huy, quân tiếp viện đã tới. Lặp lại, quân tiếp viện đã xuất hiện ở tiền tuyến. Bộ chỉ huy nghe rõ, bộ chỉ huy nghe rõ. Tiền tuyến mau trả lời, quân tiếp viện thuộc quân đoàn nào? Báo cáo bộ chỉ huy, hiện vẫn chưa rõ đó là quân đoàn nào, nhưng chỉ hỗ trợ chúng ta một chiếc xe tăng bạc. Dù chỉ là xe tăng nhưng nó có hỏa lực rất mạnh.
Một viên đạn đại bác đã tiêu diệt quái thú cấp 5. Trận địa tiền tuyến đã sẵn sàng phản công. Xin bộ chỉ huy đưa ra mệnh lệnh. Mình có nghe nhầm không vậy? Chỉ là một chiếc xe tăng, một viên đạn đại bác đã hạ gục con thú thời gian cấp 5 mà suýt chút đã tiêu diệt chúng ta. Không chỉ Thánh Chính Hùng, mà cả những người lính đang đứng bên cạnh cũng đang nhìn với vẻ khó tin. Đồng Bưu, để tôi xác nhận lại lần nữa, anh chắc chắn là đối phương đã tiêu diệt quái thú cấp 5 ư? Lữ trưởng tôi chắc chắn. Bây giờ chiếc xe tăng kia đang đuổi theo đám quái thú. Xin lữ trưởng phê chuẩn cho ba đội chúng tôi phản công. Cứ đứng yên và chờ lệnh của tôi, trừ phi là mấy quân đoàn hàng đầu trên bảng xếp hạng thì mới có thể dùng một chiếc xe tăng hạ quái thú cấp 5. Nhưng việc này cũng khó xảy ra, bãi săn nhỏ như tàn tích Thanh Xuyên thực sự không đáng để các quân đoàn hàng đầu để mắt tới. Mấy quân đoàn đó không khác gì thần thánh, không đời nào họ sẽ xuất hiện ở đây. Thực sự khiến mình không hiểu nổi mà. Chuẩn bị xe xuất phát về hướng tiền tuyến. Chưa đầy 5 phút, Thánh Chính Hùng được các phụ tá và binh lính hộ tống đến tiền tuyến. Lữ trưởng, đồng bưu đoàn trưởng đoàn số 3 xin báo cáo. Thánh Chính Hùng không bận tâm đến vị đoàn trưởng này, vì lúc này ông đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngạc nhiên. Một chiếc xe tăng bạc thực sự đang đuổi theo một nhóm quái thú thời gian, như thể đang chơi đùa vậy. Trên xe tăng có một người phụ nữ cực kỳ kiêu ngạo đang đứng. Điều quan trọng là họ biết cô gái này, lữ trưởng, là đội nữ tử giá chiến. Thánh Chính Hùng lúc này bị sốc không nói nên lời. Những người lính phía sau bắt đầu lên tiếng. Chiếc xe tăng này hình như không có gì khác biệt với chúng ta ngoại trừ màu sắc, nhưng tốc độ nhanh gấp đôi xe tăng của chúng ta. Đúng, anh nhìn cú đờ rít vừa rồi xem. Nếu xe tăng của chúng ta dám làm như vậy thì tôi đoán nó đã bị lật ngược từ lâu rồi. Hỏa lực, chủ yếu là hỏa lực. Nữ quân nhân xinh đẹp kia dường như đang hợp tác với đám thời gian thú vậy. Chiếc xe tăng này rất lợi hại. Nhưng mấy người không thấy điểm quan trọng à? Điểm gì cơ? Anh nhìn nữ quân nhân trên xe đang cầm vũ khí gì? Súng lục. Anh tưởng tôi mù à? Anh đã bao giờ nhìn thấy một khẩu súng lục giết chết quái thú cấp 4 chưa? Đồng Bưu nghe xong đứng hình 2 phút. Lúc này anh mới nhận ra vũ khí và đạn dược của họ. Đồng Bưu nhanh chọn ra vài người cùng tôi đến trận địa của đội nữ tử giả chiến. Đội nấu ăn lại bắt đầu phi dầu mỡ rồi. Hôm nay chúng ta đã ăn tới mấy bữa? Chắc đoàn trưởng sợ chúng ta đói. Em sợ nếu cứ ăn thế này thì chúng ta phát phì mất. Đúng, dạo này chị cũng mập lên rồi, ngực cũng to hơn thì phải. Chị sắp không cài nổi cúc áo luôn rồi. Không lẽ sau này phải khoe ngực luôn, chứng tỏ chúng ta ăn nhiều dinh dưỡng hơn. Lần này mập lên thì phải cảm ơn đoàn trưởng rồi. Ô, sao ngực dính dĩnh lại mập lên được nhỉ? Còn mình thì chỉ mập mỗi bụng. Nếu cứ mập như này mà đứng trước đoàn trưởng thì sẽ bị anh ấy so sánh với dĩnh dĩnh mất. Nghĩ, Liệu Bần lén nhìn về phía Khải Cường thì nhìn thấy Khải Cường cũng đang nhìn cô cười cười. Quả nhiên nếu phụ nữ có thời gian rảnh thì chủ đề của họ về cơ bản sẽ được chuyển từ chế độ ăn uống sang vóc dáng, cũng cho thấy mình đã giúp họ có cuộc sống tốt hơn trước. Đình đình, mấy người tới đúng lúc lắm. Bây giờ trong thẻ của chúng ta còn bao nhiêu thời gian? Cộng thêm thẻ của quân đoàn Thiên Lang và quân đoàn Phi Ngư thì hiện tại chúng ta còn dư 1.673.500 giờ. Trời ơi, nhiều vậy ư? Gần 1.700.000 luôn à? Có phải tôi đang mơ không? Nhiệm vụ di tích Thanh Xuyên lần này khiến chúng ta phát tài rồi. Chúng ta cũng xem như một đêm thành tỷ phú rồi. Đúng, tài khoản của đội nữ tử dã chiến chúng ta chưa bao giờ có nhiều thời gian đến thế. Chị cũng mãn nguyện rồi. Như này mà đủ ư? Vẫn còn ít lắm. Đợi qua đêm nay, tôi sẽ cho các cô biết thế nào là hài lòng thực sự. Đình đình, bây giờ mọi người còn bao nhiêu tuổi thọ? Mỗi người còn khoảng 60 giờ. Đã bao lâu rồi quân đoàn của chúng ta chưa được phát lương? À, đoàn trưởng, anh cũng biết tình hình của bọn tôi mà. Chưa từng phát bao giờ. Được, tôi ra lệnh phát cho mỗi người 10.000 giờ. Cả nhóm người liền đứng hình. Có mấy nữ quân nhân đang đứng gác cũng há hốc mồm. Gì cơ, mình nghe thấy gì vậy? Mỗi người 10.000 giờ ư? Vậy là hơn một năm đó. Đoàn trưởng, tài khoản của chúng ta không dễ có được số thời gian lớn như vậy. Nếu chúng ta làm vậy thì cần 1.000.000 giờ đó. Lúc đó chúng ta chỉ còn dư vài trăm ngàn giờ thôi. Cho dù tiêu chuẩn cao nhất của quân chính quy hành tinh này thì mỗi người lính một năm cũng chỉ có 20.000 giờ. Vậy mà anh vừa phát đã 10.000 giờ, có phải hơi nhiều không? Mặt đình đình ngập tràn đau khổ. Điều quan trọng nhất là sau này sẽ còn nhiều thứ phải dùng tới thời gian. Một đống thời gian kia nằm trong thẻ còn chưa kịp nóng thì lại sắp bị dùng hết rồi. Lính của quân đoàn khác được hơn 20.000 giờ. Vậy 10.000 giờ mỗi người có vẻ còn hơi ít nhỉ. Nhưng tôi có thể đảm bảo lần sau tôi sẽ phát nhiều hơn một chút. Này, hình như mấy lời mình vừa nói lúc nãy đoàn trưởng nghe không hiểu. Sao đoàn trưởng lại nghe không hiểu được chứ? Lẽ nào đoàn trưởng cố ý? Phó đoàn trưởng, mau nói gì đó đi. Đoàn trưởng, không phải anh nói sau này chúng ta sẽ phải mở rộng doanh trại ư? Nếu mở rộng doanh trại thì sẽ cần rất nhiều tiền đó. Chúng ta nên tiêu xài hợp lý một chút. Tôi biết anh quan tâm đến chúng tôi. Nếu anh thực sự muốn phát lương, tôi đề nghị cứ phát cho mỗi người vài trăm giờ là được. Lại nói bây giờ chúng tôi được ăn ngon nên không cần phải phát nhiều lương như vậy đâu. Liễu Băng vừa nói xong, các nữ quân nhân đằng gác cũng lên tiếng. Đoàn trưởng, phó đoàn trưởng nói không sai, bọn tôi không cần nhiều vậy đâu. Vâng, mỗi người vài trăm giờ là được rồi. Bây giờ đồ ăn rất ngon nên chúng tôi đã rất hài lòng rồi. Vâng, cuộc sống của chúng tôi bây giờ đã đủ tốt rồi. Nếu nữ quân nhân của quân đoàn khác biết việc này, tôi chắc chắn họ sẽ đào ngũ để chạy tới đây đó. Đoàn trưởng, tốt nhất vẫn nên giữ lại thời gian trong thẻ đi. Mặc dù các nữ quân nhân đều tỏ ra không còn nhiều thời gian, nhưng tôi biết rất rõ thời gian trong tay bọn họ đều ít đến đáng thương. Bọn họ đều là lính canh giữ biên giới, nhưng mỗi ngày đều lo lắng không còn nhiều thời gian, còn sợ một khi nhắm mắt ngủ thì sẽ hết thời gian và không tỉnh lại được nữa. Thực ra trong lòng họ đều ước có thể có hàng ngàn giờ, như vậy thì họ mới hết lo được. Mặc dù nhìn thì an tâm,
Nhưng họ lại chủ động xin mình phát ít lương một chút. Đây không phải vấn đề của họ, mà vấn đề là do tốc độ kiếm thời gian của mình vẫn còn quá chậm. Thẻ thời gian của sư đoàn 418 mình phải lấy bằng được. Tôi biết mọi người đang nghĩ cho quân đoàn. Cũng biết, từ lâu mọi người đã coi quân đoàn như nhà của mình. Tôi thấy điểm này mọi người làm rất tốt. Chỉ khi làm việc cùng nhau chúng ta mới có thể ngày càng tốt hơn. Nhưng tôi nghe nói hầu hết các bạn vẫn còn gia đình, đúng không? Tôi muốn hỏi bây giờ họ có ổn không? Lời vừa dứt, tất cả nữ quân nhân có mặt đều im lặng. Trong ánh mắt họ có chút buồn. Hầu hết các nữ quân nhân đều có gia đình. Gia đình của họ có người thì đang đi nhặt rác, một số thì làm cu li ở khu vực khai thác mỏ. Cuộc sống khó khăn, ăn thì bữa đói bữa no, không ai có cuộc sống ổn định. Lúc này không đợi tôi nói thêm, Đinh Đinh liền cầm thẻ thời gian đi phân phát lương cho mọi người. Chẳng mấy chốc, tất cả nữ quân nhân trong trại đều nở nụ cười. Ô, 10.000 giờ, tôi chưa bao giờ có nhiều thời gian đến thế. Tôi muốn chuyển 2.000 giờ cho bố mẹ trước, để họ mua một ít lương thực để ăn. Tôi cũng vậy, có nhiều thời gian thế này thì ông nội tôi được cứu rồi. Mẹ tôi chắc chắn sẽ rất hạnh phúc sau khi nhận được nó. Nhưng tôi đoán bà ấy sẽ không nỡ dùng nó để mua thức ăn. Nếu anh trai tôi nhận được nó, anh ấy chắc chắn sẽ nói rằng tôi đã trở thành một người phụ nữ giàu có. Các nữ quân nhân đều nở nụ cười trên môi. Tất cả họ đều đang lên kế hoạch tiêu thời gian này như thế nào. Liêu Băng và Hạ Dĩnh nhìn gương mặt hạnh phúc của các chị em, sau đó cùng nhìn về phía Cao Khải Cường còn đang lo tình hình chiến trận với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và biết ơn.